À, một cái thiết lập tiếp theo thì hầu hết là mọi người đều biết, đây là thiết lập mật khẩu khi mở khóa màn hình. Thì hầu hết các cái thiết bị Android hiện nay đều hỗ trợ tính năng này. Các bạn vào phần cài đặt, các bạn vào phần lock screen, vào phần khóa màn hình. Hiện tại mình đã đặt mật khẩu lên, khi mà vào phần này nó sẽ và mật khẩu các bạn có thể chọn cho mình những cái hình thức và khóa màn hình, có thể là vẽ hình, có thể là nhập mã pin hoặc mật khẩu, là tùy theo ý của các bạn. Và ngoài cái việc mà đặt mật khẩu khóa màn hình thì các bạn có thể thêm một cái bước bảo mật nữa, đó là khóa những cái ứng dụng nhạy cảm như Facebook, Zalo hay là email. Thì cái tính năng này thường thì nhà sản xuất họ sẽ tích hợp sẵn trong ROM, hoặc nếu như các bạn nếu như không có sẵn thì các bạn có thể sử dụng một cái công cụ của hãng thứ ba. Mình sẽ giới thiệu các bạn công cụ Clean Master. Đây là một công cụ khá hay, có rất nhiều những cái tính năng bảo mật. Các bạn có thể khóa màn hình, diệt virus, khóa ứng dụng. Và các bạn lưu ý là muốn sử dụng ứng dụng này thì chúng ta cần phải bật bật cái khả năng truy cập, trạng thái của nó lúc nào phải sẽ là bật. Và cách sử dụng khá đơn giản, các bạn vào phần khóa ứng dụng. Đây là mình đã đặt trước mật khẩu rồi. Còn khi mà chưa đặt mật khẩu thì ứng dụng sẽ bắt các bạn phải đặt mật khẩu để truy cập khóa hoặc mở khóa. Hiện tại mình đang khóa ứng dụng YouTube, Chrome, Gmail và Zalo. Thì để truy cập đến ứng dụng này chúng ta cần phải có mật khẩu. Và ngoài việc khóa ứng dụng thì các bạn có thể diệt virus và chống virus. Đây là một phần mềm rất đa năng, có rất nhiều cái tính năng bảo mật rộng rãi. Đây là về phần khóa ứng dụng và diệt virus.